Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn: Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Chúa luôn luôn phân biệt những người Chúa tuyển chọn với thế gian. Anh chị em thân mến, thời Đức Benedicto 16, Ngài làm giáo hoàng của giáo hội Công giáo, Ngài có viết một thông điệp nói về niềm hy vọng. Và thông điệp Spe Sanvi, trong đó Ngài trích dẫn rất nhiều tấm gương của các vị tử đạo. Và Ngài khẳng định rằng chính dòng máu của các thánh tử đạo nói lên niềm hy vọng. Trước hết, các thánh tử đạo vì hy vọng vào Thiên Chúa, cho nên các ngài chấp nhận hiến dâng mạng sống mình. Chính vì hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, nên các ngài, nên các thánh tử đạo đã chấp nhận chết, mất cuộc đời này, bị đoạn ngang cuộc đời này, để gìn giữ cho mình một hy vọng vào sự sống đời sau. Và dòng máu của các thánh tử đạo nói như các giáo phụ thời xưa, là trổ sinh nhiều bông hạt làm cho nảy nở đức tin của người Công giáo. Thì dòng máu của các thánh tử đạo cũng chính là nguồn hy vọng của hội thánh. Khi các ngài đổ máu mình, hội thánh tin rằng chính hội thánh này được trưởng thành, được lớn lên, được phát triển và ngày càng vững mạnh nhờ sự tử đạo của các thánh tử đạo. Và vì thế cho nên trong thông điệp Spe Sanvi, Đức Thánh Cha Benedicto 16 trích khá nhiều những tấm gương của các vị tử đạo. Và trong đó có những tấm gương tử đạo Việt Nam được Đức Giáo Hoàng trích dẫn. Đặc biệt người ta thấy hai khuôn mặt người Việt Nam, chẳng hạn như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng còn trích cả cái thơ mà từ trong ngục thất Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh gửi cho chúng sinh của mình. Trong đó, trong bức thơ đó, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh gọi Ngài đang ở giữa hỏa ngục, bởi vì nào là sự ghét bỏ, nào là sự hành hình,
nào là sự chửi bới, rồi nào là rận riệp, mũi cháy, vân vân. Không thiếu thứ gì ở trong ngục thất, ở trong nhà tù. Trong khi đó thì bản thân lại bị gông cùm, không trăn trở nổi. Cháy có cắn, rận có cắn, cũng không biết làm sao để có thể xoa trên da thịt mình. Bị gông cùm, chỉ ngồi một chỗ, chỉ không thể nhúc nhích. Cho nên chính cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh gọi cái cuộc ngồi tù của mình là ở trong hỏa ngục trần thế. Và khi kết thúc cái phần trích dẫn lá thơ của thánh Lê Bảo Tịnh, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng nói rằng đây là bức thơ viết từ địa ngục, đúng là thứ địa ngục trần thế. Và thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định sau khi trích dẫn nhiều tấm gương tử đạo, Ngài trích dẫn và Ngài nói rằng, Ngài kết luận rằng dòng máu của các thánh tử đạo là một niềm hy vọng cao cả không tàn lụi. Hôm nay một lần nữa chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ. Khi xin lỗi, lời của Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha về hội thánh của Chúa, trong đó khuôn mặt của các tông đồ lộ trong lời cầu nguyện của Chúa. Chúa nói với Chúa Cha rằng: khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha, con đã gìn giữ những kẻ Cha giao phó cho con, vân vân. Bây giờ con về cùng Cha và con nói những điều này khi còn ở dưới thế. Cha đã ban lời Cha cho chúng và thế gian ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho hội thánh của Người khỏi sự dữ, thì anh chị em đừng nghĩ là sự dữ mà chúng ta cứ bảo là bị oan khiên, là bị oán ghét, là bị tù tội, là bị hành hạ nơi thân xác này là bệnh tật. Thưa anh chị em, nếu có chăng thì sự dữ ở nơi thân xác này rồi nó cũng qua đi. Chúng ta xin ơn Chúa cho được thoát khỏi sự dữ ở đời sau, có nghĩa là xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ của ma quỷ, của hỏa ngục, nhưng mãi mãi sống trong niềm hy vọng vào trời cao. Và vì thế lời của Chúa Giêsu xin cho các môn đệ, cũng là xin cho toàn hội thánh chúng ta rằng: con không xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Xin cho tất cả hội thánh của Chúa băng qua sự dữ trần thế để thoát khỏi sự dữ của hỏa ngục của đời sau. Nói như cha thánh Lê Bảo Tịnh: xin cho tất cả những người môn đệ của Chúa đây băng qua sự dữ của địa ngục trần thế để tiến tới thiên đàng mai sau, là nguồn hy vọng vô cùng của chúng ta. Và vì thế cho nên thưa anh chị em, nếu ngày xưa các thánh tử đạo đã chấp nhận hiến dâng dòng máu, nhưng chúng ta đừng tưởng chỉ có ngày xưa, nhưng mọi thời của hội thánh và ngay cả ngày hôm nay, biết bao nhiêu người chết cho sự thật, biết bao nhiêu người chết cho công lý, biết bao nhiêu người chết cho ơn phần rỗi của anh chị em mình, biết bao nhiêu người chết vì danh Chúa Kitô. Tất cả họ có khi được công bố trên bàn thờ hội thánh, nhưng có khi không được công bố. Họ là những con người vô danh ở đâu đó, nhưng họ thật là những người đã hiến dâng dòng máu để tử đạo. Và vì thế họ mang lại cho hội thánh cả một niềm hy vọng khi họ băng qua sự dữ của trần thế để tiến vào hy vọng trời cao, để thoát khỏi sự dữ của đời sau, để mãi mãi hạnh phúc trong ơn Chúa của thiên đàng. Chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi phải được bình an nơi cuộc đời này, tôi thoát khỏi những bệnh tật, tôi thoát khỏi những rủi ro. Không có đâu. Làm người nơi trần thế này, sẽ có ngày chúng ta rơi vào bế tắc, sẽ có ngày chúng ta rơi vào những khó khăn, những thử thách.
thậm chí là những thách thức của cuộc đời này đánh đổ chúng ta, đánh gục chúng ta, thì như thế chúng ta băng qua sự dữ của trần thế để một lòng trung thành, để nói lên niềm hy vọng của sự trung thành ấy nơi Chúa Kitô, nơi ơn cứu độ của Người dành cho chúng ta. Và giờ đây anh chị em hãy ghi nhớ lời này, lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính chúng ta: con không xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ, để giữa những sự dữ của trần thế, anh chị em và tôi vẫn nắm vững đức tin của mình, vẫn vững một lòng mến, để chúng ta đi qua cuộc đời nhằm tiến tới hy vọng trời cao, nhằm giữ vững hy vọng về Thiên Chúa, nhằm giữ vững hy vọng mà Chúa Kitô gieo vào cuộc đời của từng người, gieo vào thế giới này. Đó là hy vọng của sự cứu độ mà chính Chúa đi trước và chúng ta theo sau.